Ông đáp lại lời kêu gọi của Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc về sự giúp đỡ từ các tỷ phú trên thế giới. Ông chủ Tesla Elon Musk sẽ bán cổ phần của mình trong công ty ô tô điện và quyên góp số tiền thu được nếu chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc có thể chứng minh chính xác cách nó sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới. Ông nói trong một tweet hôm Chủ nhật, tuy nhiên, anh ta muốn xem toán học. Nếu WFP có thể mô tả chính xác 6 tỷ đô la Mỹ trên Twitter này sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới như thế nào? Tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và làm điều đó, anh nói. Nhưng nó phải là kế toán mã nguồn mở. Vì vậy công chúng thấy chính xác số tiền được chi tiêu như thế nào? Musk đã trả lời Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới David Beasley nói với CNN rằng những người giàu nhất thế giới có thể giúp nuôi sống hàng triệu người chết đói bằng cách quyên góp một phần tài sản của họ trên cơ sở một lần. Đặc biệt gọi tên Musk và người sáng lập Amazon Jeff Bezos 6 tỷ đô la để giúp đỡ 42 triệu người sẽ chết theo đúng nghĩa đen nếu chúng tôi không tiếp cận họ. Nó không phức tạp, Beasley nói. Tính đến thứ hai, Musk trị giá 311 tỷ đô la Mỹ và là người giàu nhất hành tinh theo chỉ số tỷ phú Bloomberg. Bezos là người giàu thứ hai, với tài sản ròng 195 tỷ đô la Mỹ. Trong một phản hồi với Musk trên Twitter, người đứng đầu chương trình Lương thực Thế giới giải thích rằng ông không nói 6 tỷ đô la sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới. Lưu ý rằng khoản quyên góp sẽ cứu hàng triệu mạng sống trong cuộc khủng hoảng đói chưa từng có do sự kết hợp của xung đột biến đổi khí hậu và COVID-19. Ông cũng cho biết WFP có các hệ thống dành cho tính minh bạch và kế toán nguồn mở mà nhóm của Musk rất hoan nghênh để xem xét. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!